Em lại được xin chào các bác. Đây các bác nhìn ong nhà em đây. Các bác thấy không? Các bác nuôi ong này rút cầu này, tụt quân này, bọt tổ này, bốc bay này. Đấy. Nhưng mà các bác thấy ong nhà em mùa hè nó vẫn lên các bác ạ. Đấy, các bác thấy chưa? Này quân này, tràn lè hết cả ra nha, đúng không ạ? Đấy. Ong nhà em không những tụt quân, không tụt quân, đấy, vẫn còn lên đàn. Thế thì vấn đề ở đây nó chính là cách nuôi, đúng không các bác? Thế thì bây giờ cái mùa này là cái mùa mà ong nó đang tụt quân rất mạnh. Và bây giờ nó chưa phải là đỉnh điểm đâu các bác nhé. Bây giờ mới chỉ là gọi là ban đầu thôi, chứ chưa phải là cái lúc mà ong nó bỏ đi nhiều đâu. Sang tháng 7 âm, tháng 6 và tháng 7 âm này mới là lúc mà ong nó bỏ đi rất là nhiều. Thế cho nên là vậy thì bây giờ làm thế nào để giữ được cái đàn ong cái mùa này? Các bác, những cái đàn ong nó tụt quân nó yếu, rồi những cái đàn ong nó quân nó mỏng nó thưa, thì hôm nay chính là cái lúc mà để mình kiểm tra đàn ong đấy các bác này. Cái câu chuyện là em nói để em mở cho các bác xem luôn ong nhà em đấy nhá. Đây các bác nhìn đi, ong nhà em vẫn xì mèo, vẫn vào cầu, vẫn lên, đúng không ạ? Thế thì nó có căn nguyên của nó cả. Vấn đề ở đây nó chính là các bác nuôi, nhưng mà các bác cứ đây, cụ thể nhất là cái đàn ong này các bác này. Đấy, ong xì đầy mèo nữa, đúng không ạ? Thế thì câu chuyện là tại làm sao em làm được như vậy, trong khi các bác lại vẫn cứ bỏ tổ, vẫn cứ bốc bay, vẫn cứ thối trùng. Hôm trước em đã nói cái căn nguyên của bệnh thối trùng rồi. Đây, ong rất đẹp luôn, đúng không ạ? Đấy, ong này chia hai cầu, đúng không? Mà bây giờ lên ba rồi. Thậm chí có đàn một cầu. Đây này. Đấy, ong nó vẫn lên đàn. Thì tất cả ở đây nó là do mình chăm sóc, đúng không ạ? Đấy. Thế vậy thì lúc này bây giờ để làm thế nào để giữ được cái ong trong tháng 6, tháng 7, tháng 8 là cái lúc mà rất là căng thẳng. Thì bây giờ muốn giữ được nó thì các bác làm cái gì? Thì cái việc đầu tiên là vừa rồi thì có những cái vùng khai thác được mật, những cái vùng thì không khai thác. Thì cái việc đầu tiên các bác làm đó là các bác phải xem cái lượng quân. Cần thiết, đàn nào cần thiết thì ta phải rút cầu đi. Rút hết những cái cầu đen, cầu xấu mình loại, mình bỏ nó đi. Để cho quân nó thật dày lên. Đấy là cái việc làm thứ nhất. Cái việc làm thứ hai ấy, mà chúng ta cần phải làm ở cái giai đoạn này là bắt buộc là phải cho ăn. Tóm lại là muốn nói gì thì gì, nhưng mà đây là cái giai đoạn mà có thể nói là phấn rất là khan hiếm. Cho nên là bằng mọi giá thì các bác phải cho ăn. Tại làm sao lại phải cho ăn? Là bởi vì như này này. Nói đi nói lại với các bác là con ấu trùng nó ở ngày tuổi thứ tư trở đi thì nó phải ăn bằng lương ong. Cho nên là lương ong thì chính là phấn nó quện với bột, sau đó là nó tiết, nó nhào ra cái hỗn hợp đấy để nó nuôi đàn ong các bác ạ. Thế thì bây giờ nó không có thì dẫn đến là đàn ong nó không đẻ, đúng không ạ? Nó không đẻ thì nó tụt quân, nó không đẻ thì không có trùng là ong nó bỏ tổ, nó đi. Thế cho nên là buộc lòng là cái việc rút cầu là một, thứ hai là phải cho ăn. Đây vẫn cứ xì mèo đây các bác nhá. Đấy, ong nhà em đây vẫn phát triển đàn đây. Đấy, không các bác lại bảo là em... Đây. Thế thì đấy là nói về cái việc cho ăn. Rồi là đây các bác nhìn đây này. Các bác nhìn thấy em này. Hôm nay thì không nói em gì rồi đây này. Nhưng bình thường như hôm nắng các bác nhìn thấy không? Em mua lấy cỏ em phủ rất là hiệu quả luôn, đúng không ạ? Mình phải chống nóng cho nó, mình phải tạo không gian thông thoáng cho nó. Cho nên tại sao những cái đàn ong này các bác thấy nhà em, tất cả những cái đàn ong mà ba tầng này thì hai cái tầng trên cùng đấy chính là cái tầng mà em để một cái tầng không để cho nó thông thoáng. Thì con ong nó gì nhỉ? Nó thông thoáng ra thì nó đỡ phải quạt nhiều. Nó đỡ phải quạt nhiều ấy, thì là nó dẫn đến cái việc là con ong nó không tiêu hao nhiều năng lượng. Thì cái tuổi nó cũng tốt hơn. Thì nó sống dài hơn, đúng không ạ? Cái thứ ba là các bác nhìn đây là nhà em thì em toàn để tứ tán cây. Cho nên nuôi ong các bạn thấy là phải chọn, các bác chọn những cái chỗ nào nó mát, nó râm. Đấy, còn nếu là nó nắng nó chiếu vào là các bác phải che đậy cho nó các bạn. Đây hôm nay là không, cho nên các bác nhìn đây. Đấy, ong lúc đầu các bác nhìn theo dõi em làm từ đầu giờ rồi, đúng không? Chia đàn đấy, một cầu này, vẫn cứ xì mèo đòi xây đây các bác này. Đấy, quân đen nghịt, đúng không? Đây, đây xì mèo điển hình đây. Cho nên là hai ba những cái việc đấy là mình phải chống nóng cho nó. Thế rồi là nếu mà các bác mà ở nhà em thì đây thì nó gần nước, cho nên em không cần. Những cái bác nào ở vùng núi mà nó ít ao chuông sông hồ thì các bác nên có những cái máng để các bác bổ sung nước cho nó. Bởi vì các bác thấy buổi trưa con ong nó toàn đi lấy nước để nó về nó quạt, để nó làm mát cái điều hòa, cái nhiệt độ các bác nhá. Thì mình có thể là mình phải cung cấp nước cho nó. Bác có cái máng nước thì các bác cho nó vào cái máng ấy, sau đó đặt nó vào trong cái thùng ong ấy. Thì đấy là một cách điều hòa rất là tốt.
thả đá vào cho ong nó khỏi bị đuối các bạn. Đấy, thì đấy là một số các cái việc mà các bác phải làm để giữ được cái đàn ong ở giai đoạn này. Còn trong tháng này, tháng sau mới là tháng mà ong đi rất mạnh luôn các bác nha. Bây giờ em biết đi rất nhiều rồi, nhưng mà chưa nhiều bằng tháng sau đâu. Tháng sau nó đi rất là kinh. Thế rồi là những cái đàn ong mà như này, các bác nhìn đồn quân như thế này thì làm gì ong nào, đúng không? Đàn ong nó đông quân như này làm sao mà con ong rừng. Thì các bác, ong của bác nó yếu thì các bác phải chặn cửa lại, mua những cái lưới chắn chắn cửa lại để cho ong rừng nó về. Sau đó nó không vào để nó tấn công ong nữa. Để làm gì? Để cho nó, thực ra em nói các bác, nếu các bác để cửa nó rộng ấy, ong nó không có quân là nó không bảo vệ được tổ, là nó lao vào ngay. Nó lao vào nó tấn công, thì đấy là một trong những cái căn nguyên mà nó làm cho đàn ong của mình nó bốc bay. Thế rồi là đàn ong nó đã yếu ấy, thì nó dẫn đến là con ong nó ở ngoài, nó ngoài ong rừng nó nhiều thì ong nó cũng không dám ra. Đấy, cho nên là nó giống như anh em mình con người thôi, đúng không ạ? Gặp nhiều thanh niên nó dù nó dọa cho nó đứng ở ngoài, thì mình rõ ràng là mình yếu thế hơn thì làm sao mình dám ra được. Cho nên đấy là những cái việc mà các bác phải làm ở trong cái giai đoạn này để giữ được cái đàn ong từ nay đến cuối năm nha các bác nhá. Rồi, một lần nữa thì xin được cảm ơn các bác. Chúc các bác giữ được những đàn ong thành công. Xin trân trọng cảm ơn, hẹn gặp lại các bác.